Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Sài Gòn Network SGN. Quý vị đang theo dõi chương trình đầu tư cùng Bảo Trần. Hôm nay anh Bảo Trần đến từ công ty Predictable Management sẽ đến với chúng ta như thường lệ nói về chuyện đầu tư địa ốc, đầu tư về gọi là private lender, làm sao mà chúng ta đầu tư qua địa ốc an toàn nhất và nhiều lợi nhuận nhất từ những khoản tiền mà chúng ta đầu tư qua những căn nhà cho thuê, đất đai hay là commercial. Thì hôm nay trở lại với làn sóng thì anh Bảo Trần sẽ chia sẻ một cái điều, một cái cách đầu tư mà rất hiệu quả mà trong những cái show gần đây anh Bảo đã chia sẻ cũng như là tham vấn cho quý vị nên đầu tư theo kiểu gọi là mua nhà turnkey, có nghĩa là những căn nhà mà đang có sẵn người cho thuê rồi, chúng ta mua nhà và cứ tiếp tục là thu tiền của người thuê nhà mà thôi. Hôm nay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe anh Bảo Trần chia sẻ về chủ đề này. Trước hết xin chào Bảo Trần. Dạ, chào Hưng Yên, chào quý khán giả. Bây giờ hỏi rất là thực tế là như vậy là công ty đang sẵn có khoảng bao nhiêu căn nhà sẵn sàng mà turnkey rồi? Dạ, khoảng 7-8 căn nhà trong dòng Houston. Dạ vâng. Như vậy cho quý vị có 7-8 gần chục cái lựa chọn về căn nhà và turnkey. Bảo chia sẻ thêm một chút về những cái ưu điểm. Dạ vâng. Khi mà quý vị mua nhà theo kiểu turnkey, có nghĩa là mua nhà chỉ cần cầm chìa khóa thôi là quý vị đếm tiền được rồi. Là bây giờ Bảo chia sẻ một chút về những cái ưu điểm đó. Dạ vâng. Thì khi mà mình mua nhà turnkey á, thì có nghĩa là mình mua cái nhà mà đã có người mướn sẵn, mình chỉ cần closing xong là bắt đầu tiếp tục mình nhận được tiền payment. Mình được chuyển tiền deposit qua trong cái lúc closing. Thì mọi cái thứ đó là những cái mà làm cho một cái người bình thường mà muốn mua nhà cho mướn rất là mệt mỏi. Thứ nhất, khi mà mình mua nhà cho mướn thường thường á, chẳng hạn như mình mua cái nhà mới hoàn toàn thì ít ai mua cái nhà mà gọi là mới để cho mướn, đúng không? Đúng. Thì khi mà mình mua một cái nhà mà có cần phải sửa chữa thì mình phải mất thời gian để sửa chữa, mình phải deal với lại contractor, mình phải deal với lại điện nước, utilities vân vân, rồi cái giờ nó không có làm đúng theo ý của mình phải mất thời gian đi ra coi ngó công trình vân vân. Thì khi mà xong hết những cái chuyện đó rồi, mình còn phải tốn tiền, mình phải đi kiếm một cái người realtor để list cái nhà mình lên để cho mướn. Cái nhà đó phải được giống như là nằm trong cái market khoảng bao lâu nữa mới mướn được, chứ không phải là thường thường đưa lên trong ngày hôm sau có người mướn rồi. Mình phải interview, review những cái người mướn đó, mình phải đi qua nhiều cái chặng đường đó, nó có thể kéo từ 3 tới 6 tháng. Thì khi mà cái giờ mà mình không có được tiền á, thì cái giờ đó là mình mất tiền chứ không nói là gọi là quầy vốn được, một là được, hai là mất thôi. Nếu mà mình không nhận tiền thì mình mất. Thì cái turnkey ở đây giúp quý vị ngay cái tháng đầu tiên mình đã có tiền rồi. Khi mà mình mua, mình đã biết mình lời được bao nhiêu một tháng, mình nắm được trong tay mình hết tất cả những cái thông số, chứ không phải là mình nằm trong cái vấn đề là mình đoán, mình nghĩ này nọ nữa. Mình gọi là nhờ lucky hay không. Dạ vâng. Mình kiếm được người như thế nào, chưa kể là biết được cái history, cái tư cách của người thuê rồi. Dạ vâng, dạ vâng. Thì mọi thứ mình đã nắm hết rồi thì mình quyết định nó dễ dàng hơn. Và cái tiền mình biết được là mỗi tháng mình có bao nhiêu đó, nó chắc chắn bao nhiêu đó, mình biết chắc chắn là như vậy. Thì cái đó là cái gọi là peace of mind investment, là mình đầu tư mà mình không có bị lo, mình không có bị nằm trong cái tư thế là bị động. Vâng. Dạ. Đó là những cái ưu điểm, những cái lợi mà khi mà quý vị mua nhà cho thuê theo kiểu turnkey, có nghĩa là mua những căn nhà mà cái người chủ nhà ở đây có nghĩa là công ty của anh Bảo Trần đang cho thuê hàng loạt, hàng cả gần một chục căn nhà đang có khách hàng cho thuê. Quý vị chỉ cần mua nhà xong, thỏa thuận giá cả xong là cứ tiếp tục nhận tiền của người khách hàng, đó là gọi là turnkey. Tuy nhiên nhiều cái lợi lạc như vậy nhưng có cái hạn chế là gì? Dạ vâng, cái hạn chế đây là thứ nhất, công ty chỉ có 7-8 căn hiện tại thôi, đó là cũng cái hạn chế. Nếu mà quý vị không có nhiều lựa chọn nhiều hơn nữa thì nó chưa có, thì từ từ sẽ có. Thì thường thường mình có được một mớ thì mình đã bán ra hết rồi, là mình cũng còn có 5-7 căn thường. Đúng thường vậy, là cái dự trữ là như vậy. Cái hạn chế thứ hai là khi mà mình mua đó là mình phải chịu tiếp tục cái hợp đồng cũ đó. Tại cái hợp đồng trước đó như thế nào mình phải làm theo cái hợp đồng đó. Thì mình có thể review cái hợp đồng đó trước và mình thấy cái hợp đồng đó thích hợp, ok, mình dùng tiếp tục cái hợp đồng đó. Muốn lên giá 300 nữa cũng không được. Dạ vâng, kỹ rồi. Phải hết cái tháng, phải hết cái expire cái hợp đồng đó thì mình muốn tăng giá cái gì đó thì là do mình. Những cái đó là những cái disadvantage của cái turnkey, là mình không có thay đổi được.
cái terms trong cái hợp đồng đó. Uh-huh. Nhưng mà cũng những cái đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy là mình an toàn hơn. An toàn hơn ở đây là nó đã có hợp đồng rõ ràng, người ta đã trả được mấy tháng đó rồi, người ta trả được đúng như là những gì người ta đã nói, thì những tháng sau mình được an tâm hơn. Và ngay cả công ty Predictable Management còn guarantee cái vấn đề là cái số tháng còn lại là sẽ được trả hoàn toàn không thôi, là công ty sẽ chịu trách nhiệm. Có nghĩa là nếu mà quý vị mua cái nhà turnkey, quý vị mua ở cái giai đoạn là tháng thứ 3 của hợp đồng, có nghĩa là hợp đồng còn 9 tháng nữa, thì nếu trong 9 tháng đó người ta mua đi, người ta không ở, hoặc là họ không trả tiền. Dạ vâng. Ví dụ như vậy, thì có nghĩa là quý vị cũng được an tâm là công ty Predictable Management của anh Bảo Trần sẽ bù cho quý vị những cái phần mà người ta đã vi phạm cái hợp đồng đó. Dạ vâng. Về vấn đề nhà cửa thì ví dụ như mua cái nhà đó mà người thuê nhà, người chủ mua mới muốn sửa chữa, muốn gọi như là họ phải bu ra, họ phải dời đồ đạc đi để họ sửa chữa thì có được không? Có cái disadvantage là tại vì nếu mình đã có hợp đồng với cái người mướn rồi và mình phải theo hợp đồng đó, mình không thể nào nói người ta mua ra để mình sửa chữa thêm. Thường thường những cái nhà turnkey của công ty đưa ra là nó đã ở trong cái condition rất là tốt rồi, thì người ta đã ở đó, đang ở đó, nên mình không có cần phải làm cái chuyện đó liền. Khi mà người ta move ra thì lúc đó mình có thể tính tôi muốn upgrade cái này, thêm cái này nữa, tôi muốn làm cái này thêm cái kia nữa. Nhưng mà Bảo cũng muốn có một cái lời khuyên cho một số người muốn đầu tư trong nhà cho mướn, giống như mình phải upgrade ở cái level nào đó nhất định cho cái khu vực đó thôi, chứ không phải là một cái khu mà cho mướn 1,000, 2,000, 3,000 mà mình phải làm hết granite countertop, mình phải làm hết những cái gì đó mà cho nó giống như cái nhà mình đang ở, thì nó sẽ làm cho cái giá trị căn nhà tất nhiên nó sẽ cao hơn chút đỉnh, nhưng mà không thể nào mà nó quá đi hơn nhiều so với cái khu vực đó được. Dạ vâng. Đúng vậy. Mà muốn hỏi Bảo Trần một chút đó, là ví dụ như có một người họ đang muốn tính tới là đầu tư. Dạ vâng. Họ có thể là một năm mua một máy, một năm mua một căn nhà. Như vậy họ đầu tư như vậy, họ cứ mua tiếp tục như vậy, thì Bảo có cái chương trình gì mà giúp họ có cái gọi là có cái bảo bối gì giúp họ để thực hiện cái chương trình đó? Dạ vâng, cảm ơn anh Yên. Thì hồi trước đây em cũng có làm một số cái consultant với lại coaching cho một số cái người mà investor mới đó, thì họ pay em để làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái câu hỏi đó cũng rất là hay, là có gần đây có một vài người cũng hỏi em như vậy, nên em có cái chương trình sắp tới là em sẽ dành ra một ít thời gian và làm việc cùng với lại 5-10 investor mà em có thể giúp người ta mỗi một năm mua một căn nhà rất là dễ dàng, hoặc là mua hơn như vậy. Em có làm việc với lại bank để có thể finance cho người ta, tại vì những người mới em đã đi qua hết những cái con đường đó rồi. Nó rất là nhiều khê khi mà mình muốn mượn nhiều hơn để mình mua nhiều nhà hơn, giống như mình mua 3-4 căn lúc đầu thì nó còn dễ, sau đó nó rất là khó khăn. Bank nó rất là strict trong cái chuyện mà lending nhiều nhà, thì mình phải làm thế nào, thì những cái đó em có thể giúp được những cái người mà mới vô cái công việc này. Nhưng có mà cái chương trình gì cụ thể là sao? Chương trình nó rất là đơn giản, là cái người này phải là một cái người có cái nguyện vọng là mua ít nhất một năm một căn nhà thì em mới giúp, còn không thôi là mất thời gian của em. Em nói thẳng là như vậy, là phải ít nhất một năm một căn nhà, và cái người này phải có cái điểm tín dụng tốt. Và sau đó thì em sẽ có thể ngồi xuống interview cái người đó, xem là thực sự mình có làm việc có thể giúp được cái người đó hay không. Tại vì nếu mà mình bỏ thời gian mình chỉ một người nào đó mà họ không làm gì hết thì cũng là mất thời gian của mình. Thì thà mình làm việc cùng với những cái người nào mà chịu làm việc cùng với mình, để mình guarantee mình giúp cho cái người đó được cái vấn đề là họ mua ít nhất một năm một căn nhà và có cash flow được. Cái điều kiện cơ bản nhất mà để cho cái người đó tới gặp Bảo để mà nghĩ tới cái chương trình này là at least là cái người đó có những cái điều kiện gì, chẳng hạn như có tiền mặt đủ đao xuống hay là như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi rất hay. Thì trước tiên người đó phải là cái người mà mình muốn có một mớ căn nhà để cho mướn. Tại vì nếu mà quý vị chỉ nghĩ là tôi chỉ mua một căn cho mướn thì quý vị không cần, ai cũng có thể giúp được cả. Nếu mà quý vị muốn là tôi muốn mua một số căn nhà cho mướn mà tôi chưa có cái hướng, tại vì tôi chưa biết, cái đó là một. Cái thứ hai, cái người đó phải good credit. Tại vì nếu mà không good credit thì cũng ok, Bảo sẽ chỉ được, nhưng mà mất thời gian lắm. Bây giờ Bảo không có thời gian để làm với một cái người mới hoàn toàn mà không có credit, để build người ta lên cái credit. Bảo chỉ những cái người nào đã có sẵn rồi. Rồi một cái người đó phải có một số cái tiền
trong nhà băng sẵn để đủ down payment cho số căn tiền nhà. Bao nhiêu? 1 triệu hay 100 hay không là cần. 5 cho 50. nếu mà mình đã có giống như là có nguyện vọng mua nhiều căn nhà thì ít nhất mình phải có 100 ngàn trong nhà băng để mình có thể down at least 2 căn nhà để mình mua. Chứ còn mình nếu mà mình nói mình muốn mua nhiều lắm nhưng mà mình chỉ có 5 ngàn trong nhà băng thì nó lại không nhưng mà ví dụ có mua năm nay mua một căn nhà, sang một năm at least một căn nhà, người đó cho dù người đó có 100 ngàn đi, người ta mua hai căn nhà thì người ta đã down rồi, thì những cái lần tiếp theo cũng phải cần tiền down phải không? Thật sự là mỗi lần mua nhà mình phải cần có tiền down payment. Thì em lúc đó em phải nói chuyện với người đó coi cái cách làm sao để người đó có thể get cái tiền together lại được mà có thể down payment đó. Rồi em có thể có những cái chương trình đặc biệt để giúp người đó để có cái down payment đó, giống như là loan khuyết ra để sau đó người đó refinance để lấy lại cái tiền trả lại cho em. Vâng, như vậy. Cảm ơn anh Bảo Trần. Và quý vị nào đang có một cái dự định là chúng ta đang có một số vốn, như Bảo Trần nói khoảng trên dưới 100 ngàn là có thể, và có một cái chương trình ý tưởng rằng là một năm mua tối thiểu một căn nhà để mà cho thuê và đầu tư, và để mà cái tiền đó, cái căn nhà đó sẽ lên giá cũng như là người thuê nhà sẽ trả nhà tiền ngân hàng cho chúng ta, thì quý vị có một cái ý tưởng đó rồi thì liên lạc với công ty Predictable Management của anh Bảo Trần theo số điện thoại mà quý vị đã thấy trên màn hình, thì quý vị liên lạc trực tiếp sẽ hỏi thêm cái chương trình đặc biệt này. Đây là chúng tôi nghĩ là một trong những cái điểm rất là hay để chúng ta tiếp tục để mà có thể vay được ngân hàng, thì anh Bảo Trần sẽ tham vấn cho quý vị để quý vị có được một cái chương trình đặc biệt mà chúng ta mua được tối thiểu một năm một căn nhà. Nhưng mà hỏi vui một cái là nếu mà 2 năm thôi, tôi mua 2 căn nhà 2 năm thì có được, có Bảo có tiếp đón không, hay là phải 3-4-5 năm, ít nhất là 5-6 căn nhà, chứ còn 2 căn nhà 2 năm có được không? Dạ, thật sự em muốn là giúp cho một số người muốn mua nhà nhiều, cái đó là trước tiên. Thì bây giờ mà thời gian thì có hạn, em chỉ có thể làm được 5 với 10 người như vậy thôi. Tại vì em phải đi theo sát người ta, em nói chuyện và em hướng dẫn từng bước, giống như cái mình làm cái coaching, cái consulting vậy đó. Mà mình phải giống như là make sure là người ta get được cái người ta muốn. Thì cái đó là cái mà em muốn làm, chứ em không muốn làm giống như là hướng dẫn chung chung rồi mọi người em muốn làm gì làm, thì nó sẽ loãng đi và nó không có hiệu quả. Dạ vâng. Bây giờ nói hỏi thật một câu để cho đồng hương chúng ta hấp dẫn một chút. Bây giờ mua nhà để cho thuê đó thì có những cái lợi gì về tài chính đó, về lợi nhuận, về bỏ tiền ra mua nhà, bỏ tâm huyết của chúng ta vào trong đó, chúng ta phải lợi được cái gì chứ? Đôi khi mua nhà xong lại thêm nỗi lo thì làm sao? Bây giờ có những cái lợi gì? Dạ vâng, thì trong cái cuốn sách mà chính bí quyết sinh lợi qua đi ốc á, dạ, thì em có nói rất là nhiều về cái lợi của đầu tư đi ốc. Thì ở đây em chỉ nói mấy cái mà đơn giản nhất mà quý vị biết được trong cái lúc mua nhà. Thứ nhất là khi mà mình mua nhà thì mình sẽ có lợi về thuế. Mỗi năm mình khai thuế mình có mấy cái depreciation rất là tốt. Rồi cái nhà đó nó theo thời gian nó có appreciation là nó tăng giá. Rồi người ta pay cho cái monthly payment của mình với nhà băng, làm cho cái equity của mình nó càng ngày nó càng lớn ra. Rồi thêm một cái nữa là cái cash flow, là cái tiền mà giữa cái tiền mà tenant trả như là cái tiền mà mình trả expense ra, nó dư được hàng tháng là bao nhiêu đó. Thì cái đó là bốn cái mà đơn giản nhất mà mình thấy trước mắt và mọi người ai cũng biết được là khi mà đầu tư đéo đều được những cái đó. Thì cái đó nó về lâu về dài nó sẽ rất là lớn, mình thấy nó rất là nhỏ. Nhưng mà đó lý do tại sao mà muốn là ai đã đầu tư thì phải mua nhiều nhà, chứ đừng có mua một căn. Tại vì mua căn mình không có thấy cái sự lớn đó. Nếu mà mình mua một chục căn, hai chục căn, lúc đó mình sẽ thấy là cứ mỗi căn mình có một ít cái cash flow hàng tháng thì nó đã khác. Khi mà mình có cái equity nó tăng sau 10 năm mà nó tăng chừng 10 căn, 20 căn vậy, nó khác hơn rất là nhiều. Dạ vâng. So với một căn. Dạ vâng. Một bài toán rất đơn giản, thưa quý vị. Nếu một quý vị mua một căn nhà, quý vị cho thuê, thì người cho thuê đó, chúng tôi nhịn tính một cách rất là phóng khoáng thôi. Quý vị trừ hết chi phí ra, quý vị có lãi khoảng 400-500 một tháng. Chúng ta cứ coi như là cái lãi đó chúng ta để dành đó để sau này chúng ta sửa nhà đi. Dạ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta không sửa nhà. Chúng tôi cho rằng là 400-500 đó chúng ta để dành sau khi người đó họ không ở nữa hay là cái gì, chúng ta để dành. Nhưng mà cái nhà nếu mà nó tăng lên mỗi năm 10% thì chúng ta 5 năm, mỗi năm nó tăng 10 ngàn đi, thì 3-4 năm sau 5 năm nó tăng lên 50 ngàn. Chưa kể là gì? Chưa kể là cái người đó họ ở 5 năm
thì cái tiền principal người ta đóng vào trong căn nhà của chúng ta, ngoài cái chuyện tiền lãi cho ngân hàng đóng vào cho căn nhà của chúng ta khoảng 100-150 đồng, thì 5-7 năm nó cộng lại, mà nếu chúng ta có 3-4 căn nhà như vậy, sau 5 năm chúng ta có lợi mỗi căn nhà là mấy chục ngàn, thì chúng ta có 4-5 căn nhà thì sau 4-5 năm chúng ta cũng được 100+ ngàn. Dạ vâng. Còn cái tiền mà quý vị cho thuê đó, quý vị hãy nghĩ rằng cái tiền đó quý vị cất vào đó để hồi nào sửa nhà thế thôi. Tiêu vào trong đó thì tiêu ít ít thôi, chứ đừng có tiêu hết sau này sửa nhà là đôi khi chúng ta cũng đuối. Dạ vâng. Chúng tôi còn mấy phút nữa đó, chúng tôi muốn hỏi một câu hỏi là bây giờ có lợi lạc như vậy rồi, bao nhiêu cái lợi lãi là mình, anh Bảo Trần nói vẽ một bức tranh rất là đẹp, rất là lời, rất là tốt, mà chúng tôi cũng ghi nhận là đúng, là an toàn khi đầu tư vào địa ốc nhất. Tuy nhiên cái trách nhiệm của người cho thuê, chúng tôi phải nói làm cho đầy đủ một chút, trách nhiệm của người cho thuê về vấn đề pháp lý. Thứ nhất là bảo hiểm, người cho thuê nhà phải mua bảo hiểm hay là người thuê mua bảo hiểm, và người cho thuê nhà mua bảo hiểm gì, chẳng hạn ví dụ như người bạn của người khách, khách mời của người thuê nhà tới không may té ngã bị tai nạn thì tự nhiên người chủ phải chịu sao? Okay. Hoặc là người đó làm cái gì ở trong đó, người đó tổ chức đánh bài đánh bạc ở trong đó, hay là vân vân và vân vân. Yeah. Thì bảo cho sẻ một chút về vấn đề căn bản thôi. Okay. Cái trách nhiệm của người chủ căn nhà cho thuê ở cái một chỗ nào? Dạ vâng, thì mình là chủ nhà thì tất cả những cái gì mà xảy ra đối với căn nhà mình á, thì mình phải có trách nhiệm. Cái đó là cái mà chung nhất. Nói chung là mình người ta có làm gì thì cái đó chuyện của người ta sau, nhưng mà trước tiên mình phải có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao mình phải có cái bảo hiểm. Thì cái bảo hiểm mình có trong đó nó có cái liability. Thường thường mình mua cái rental mà cái bảo hiểm mà cho cái nhà mà cho mướn á, thì cái người bán bảo hiểm á là có cái phần mà liability trong trọng, thường là vài trăm ngàn, 300 ngàn chẳng hạn, để cho protect cái người chủ nhà như mình, nếu có chuyện gì thì hãng bảo hiểm nó sẽ đứng ra, nó làm việc với cái những cái việc xảy ra đó. Và ngoài ra thì nó có bảo hiểm cái fire, giống như là cháy nhà hay là bị thiên tai, mưa ống đá nước chẳng hạn, và ống nước vân vân, thì nó nằm trong trọng. Thường thường cái bảo hiểm của cho mướn là nó chung trong đó. Cái người mướn nhà thì họ có, nó gọi là cái renter insurance, cái đó rất là rẻ, họ có thể trả có mười mấy đồng một tháng mà thôi, họ tự mua lấy. Dạ, họ tự mua lấy, mà mình trong cái application là mình muốn họ phải responsible, phải mua cái đó, tại vì lỡ mà có chuyện gì hư hao những cái đồ của họ, những cái ghế salon, cái gì, cái giường hay là cái gì đó của họ, thì cái bảo hiểm đó nó đền đó cái cho họ. Được. Chứ không phải là dính dáng gì đến người chủ, mà trong cái contract mình đã ghi rõ ràng cái đó rồi. Ngoài ra nếu mà cái khu đó nằm trong cái khu mà lục thì cái người chủ cũng nên có một cái bảo hiểm lục, để in case lỡ có cái chuyện nào nó xảy ra thì cái tiền bảo hiểm đó nó có thể trả được cho cái người chủ để có thể sửa chữa lại căn nhà đó. Yeah. Mình nói cái chuyện lợi, mình nói cái chuyện positive rồi thì mình nói chút negative. Có bao giờ mua một căn nhà cho thuê lỗ chưa? Nếu mà anh hỏi em á thì em chưa. Cái lý do cái cách mua của em nó khác. Tại vì em không phải là cái người mua giống như là mừng quá có một căn nhà để mình mua. Em mua bởi vì nó rẻ em mua, và em mua cái giá rất là đặc biệt, nên em không có bị cái trường hợp đó. Có những lúc, có nhiều lúc, có như vậy thì có. Chẳng hạn như em lỡ mua nhiều quá đi, trong 3 tháng đó em lỡ mua quá trời nhà, người sửa chữa không kịp, thì nó làm cái thời gian chờ, nó chờ lâu, là mình mất cái tiền đó, chứ không có phải là tại vì mình cho mướn mà lỗ. Còn cái người mà ngay cả những cái nhà mà của em á mà cho mướn á, thì hồi trước giờ chỉ có một người là em phải evict thôi. Cái đó là chỉ một trường hợp mà thôi, còn ngoài ra là em rất là communicate thường với lại cái người cho mướn để cho người ta biết là mình cũng quan tâm với người ta, nhưng mà mình cũng dựa vào cái giấy tờ rõ ràng để make sure là khi mà người ta làm không đúng thì mình sẽ enforce cái luật lệ đó. Cảm ơn anh Bảo Trần. Hôm nay thì chúng tôi đã hỏi một số những câu hỏi, chúng tôi nghĩ rằng là vừa những cái lợi mà vừa những cái đáng lưu ý mà chúng ta cũng phải cần biết. Mọi thứ không hoàn toàn là 100% là màu hồng. Tuy nhiên chúng tôi ghi nhận và chúng tôi nhớ cái đánh giá của anh Bảo Trần là đầu tư qua địa ốc là một trong những biện pháp đầu tư an toàn nhất và ít rủi ro nhất và rất là đỡ tốn thì giờ nhất.
đỡ đau đầu nhất. Cảm ơn anh Bảo Trần và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đầu tư cùng Bảo Trần lần sau.